Một tràng pháo tay thật lớn cho các kỹ sư của chúng ta phía trên sân khấu đi. Công tác chuẩn bị cho phần thi robot của các bạn học sinh rất là gấp rút ha. Nhà trường theo danh sách rút kèm. Nữa lên YouTube coi nha. Bộ phận kế toán và các cá nhân ở điều 1 chịu trách nhiệm này. Hiệu trưởng đã ký quyết định cuộc thi hướng tới mục đích tạo dựng tình bạn giữa những người trẻ có cùng sở thích, những người sẽ lãnh đạo đất nước trong tương lai, và đó cũng là lý do của cái hội thi chiều ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng cho phần giới thiệu của lớp 81. Rồi giới thiệu con. Dạ, kính thưa quý thầy cô và các bạn, em xin tự giới thiệu bản thân em là Trần Ngọc Quang từ lớp 81 và bạn thi cùng em là tên Tống Thị Ngọc Ánh. Em mong thầy cùng các bạn thân chủ đội của em. Xin chúc mừng phần giới thiệu. Mong các bạn ủng hộ các tay robot của lớp em. Chúc mừng phần em tên là Lê Thị Kim Ngọc, đến từ lớp 82 và bạn dự thi cùng em là bạn Lê Duy Khánh, đến với cuộc thi là mô hình cách tay robot thi đua. Mong thầy cô và các bạn học sinh ủng hộ cho và cổ vũ cho lớp 82. Một trang lớp. Em tên là Nguyễn Thành Đạt, đến từ lớp 85. Em tên Nguyễn Thành Đạt, đến từ lớp 85 và bạn dự thi của em tên là Cao Thị Nhi. Chúc mừng. Em tên là lớp 86 và bạn thi cùng em là Nguyễn Thành Đạt. Hôm nay chúng em xin trình bày phần thi cánh tay robot thủy lực. Dạ xin hết. Rồi cũng rồi chuẩn bị tất cả sẵn sàng, 1 phút 30 giây để xóa đi số nợ 2,5 triệu của vòng 2. Bắt đầu rồi, ta cãi đi chị, cãi đi, đúng rồi, cãi đi càng tết. Chúng ta thật lớn cho các kỹ sư của chúng ta phía trên sân khấu đi. lớp 8A5. Chúng ta đứng vào ngay vị trí ở giữa luôn ạ. Cái gì? Đừng có vỗ tay mừng. Vỗ tay lên lên. Xin chúc mừng lớp 8A6 đạt giải nhất. Xin cho các kỹ sư của chúng ta đạt giải nhất, nhì, ba trong hội thi chiều.